Không ngờ tụi mình lại có một đứa em trai đẹp trai như vậy. Ba cứ cho Phi Lân về đây ở đi ba, tụi con sẽ vui vẻ quây quần bên nhau. Con cũng vote cho Lân một phiếu. Từ nay là con đã có em trai rồi, con không phải làm út nữa nha. Mặc dù á, con không còn là con trai duy nhất độc nhất của ba nữa, nhưng mà con vẫn ủng hộ em trai của con. Con cũng bình chọn cho Lân một phiếu. Nhưng mà con thấy mẹ đâu có nghĩa vụ á mà phải chăm sóc con riêng của ba. Riêng con á là con bỏ phiếu trống. Phiếu trống là chị không theo ai hả? Không, ý là trống đối. Chị ơi, cái đó người ta kêu là trống đối. Cho mày trống đối hay trống là trống không? Nói chung là con không chấp nhận. Dù gì á, Phi Lân á nó cũng 19 tuổi rồi. Ba cứ để cho nó ở nhà cũ nó đi. Tự nhiên nhà mình đang quay quẩn nhau vậy nè, có người lạ con không có quen. Thôi con à, dù gì con cũng là chị lớn ở trong nhà, nói vậy sao được con. Dù gì Lân cũng là em trai của con mà. Con biết, nhưng mà vấn đề là ba có hiểu cho cảm giác của con với mẹ hay không. Đó, tự nhiên hả, mấy chục năm ba giấu nhẹm vậy đó, rồi đùng một cái ba nói là đây là con của ba. Rồi bây giờ ba bắt là cả nhà đều phải thương yêu nó. Ba có nghĩ tới cảm giác của con với mẹ không? Ba biết là ba có lỗi, nhưng mà cái hoàn cảnh của con Lân bây giờ nó cũng khó khăn lắm. Mẹ nó vừa mới mất, nó lại coi cút một mình. Trong khi gia đình mình lại đầy đủ như vậy, để em nó một mình chịu sao nổi hả con? Các con nghe mẹ nói nè. Thật ra mấy ngày qua mẹ nghe chuyện này mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà biết được hoàn cảnh của mẹ con Phi Lân đáng thương gì đâu á, cho nên mẹ cũng không chịu được. Thôi thì bây giờ cũng phải chấp nhận chứ con. Để em nó về đây sống với gia đình mình, tụi con á phải coi em như là em trong gia đình, hiểu chưa? Nha. Anh rất cảm ơn em. Dạ, theo quan điểm của con á, thì sau khi con nghe hoàn cảnh của Phi Lân xong á, thì con cũng đáng thương cho em ấy, nên con cũng theo phe ba, con ủng hộ em ấy. Là ba yên tâm đi, từ đây về sau á, có con nè, vợ con nè, rồi dạ Hân nữa, sẽ chăm sóc cho Phi Lân nha ba. Còn con thì số đông sao con vậy? Ba cảm ơn cả nhà. Dạ, con cũng thấy vậy á, nhà mình đông người thì sẽ ấm áp, sẽ vui hơn. Vui ha. Dạ. Rồi sau này Tom á, lỡ khi nó đem về mấy đứa, vui không? Chắc vui rồi. Anh có gì không vậy? Làm gì có. Có được vậy như chưa? Biết trời. Nếu như mà thằng Tom nó có như vậy đó, hay là ba con á, tiếp tục mang một đứa con nào đó khác về đây lần nữa, thì mẹ sẽ dọn nhà đi ngay và luôn. Chứ mẹ không thể nào chấp nhận một người chồng quá đáng như vậy được đâu. Anh xin lỗi mà em, đây là lần duy nhất mà. Bà, đi theo mẹ đi. Nhưng mà như vậy là từ nay em có em trai rồi đúng không? Vậy là em đã có đồng minh chơi game chung với mình và đi chụp hình với mình rồi. Mê quá à. Chơi chung được, chơi game chụp hình được. Nhìn gì? Liệu hồn thằng Tom mới dắt về mấy đứa đó. Chị này, không bao giờ có chồng phải. Hôm bữa em nói rồi, ba có con riêng mà anh không tin em chứ. Anh đâu có biết đâu. Anh còn nghĩ nha, trên đời này tất cả người đàn ông đều ngoại tình được hết, ngoại trừ ba anh. Mà ai về? Hay quá. Ê, nè. Gì nữa? Anh có cái máu giống ba không vậy? Cái gì? Anh gọi vậy là giết chết luôn á. Em giống như chị Dạ Lan nói, mai mốt mà đem về vài đứa là em giết chết á. Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ chồng em có giá vậy luôn á hả? Trời, dù gì em cũng ngon mà. Nè, lỡ rồi mai mốt có ai đó lại sinh lên một đứa con rồi sao? Thì anh cho chứ làm sao? Cho hả? Anh giỡn. Nghĩ sao anh cho? Trời ơi em, con cái mà làm như cục kẹo vậy á. Không xin cho hả? Nói được làm được đó nha. Yên tâm. Nhưng mà vẫn thắc mắc. Là gì nữa? Không thể nào lý giải được cái chuyện này. Nghĩ sao vậy? Với cái tính khí của mẹ như vậy, không thể nào mẹ chấp nhận được cái chuyện dẫn Phi Lân về nhà ở. Làm sao mẹ chấp nhận được không? Mà tự nhiên bây giờ mẹ chấp nhận. Em không phục cái chuyện này. Anh nghĩ á, là mẹ phải chịu đựng dữ lắm á, mẹ phải suy nghĩ quyết định dữ lắm á, mẹ mới chấp nhận á. Nhưng mà thôi kệ đi, chuyện trên đời này á, nhiều cái như vậy mà nó không phải như vậy.
Con ơi, bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ nó mới biết con. Nội xin lỗi con. Con vất vả lắm phải không con? Dạ, mà nội có lỗi gì đâu. Tuy là mẹ con mất á, nhưng mà từ nay con có nội nè, có ba, có dì Ngọc, với lại có mấy anh chị nữa, con cũng vui rồi. Nội xin lỗi, vì nội còn đang ở trong khóa tu cho nên không thể về thăm con được. Con à, con cứ ở bên nhà dì với các anh chị nghe con. Ừ, con ở bển, và nếu sau này mà con có thấy khó khăn gì á, con về con ở với nội, nội chăm sóc, nội lo cho con nghe. Dạ con biết rồi nội, con sẽ cố gắng hòa hợp với gia đình mà, nội yên tâm đi. Con nói được vậy á, nội mừng lắm. Con biết không, dì Ngọc á hơi khó tánh chút, nhưng mà dì tốt bụng lắm con. Con cứ sống nương theo ý của dì đi nha. Còn nếu mà con cảm thấy có cái gì trúc trắc hay là cái này kia nọ, con cứ nói với nội, rồi nội lo, nội giúp cho con nghe con. Dạ con biết rồi. À Phi Lân à, nội có mua cái vòng đá thạch anh, vòng tốt lắm nghe con. Nội sẽ đưa cho con. Rồi con gặp dì Ngọc á, cái con nói là con tặng cho dì, để cầu chúc dì mạnh khỏe, thịnh vượng nghe con. Dạ, nhưng mà nội chọn quà cho dì Ngọc là dì con đúng không? Nội cảm ơn. Là tại vì không phải có cái người mẹ nào mà có thể chấp nhận con riêng của chồng được vậy đâu con. Dì đối xử với con vậy là tốt lắm. Con phải nhớ, con nghe lời dì, con sống cho đàng hoàng nghe. Nội thương lắm, nội thương con lắm Lân ơi. Dạ con biết rồi, mà coi cũng trễ rồi, nội đi nghỉ ngơi đi. Dạ, dạ con biết rồi. Dạ con chào nội, nội ngủ ngon à. Ba, dì Ngọc khó tính lắm đúng không? Nhưng mà ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng sống tốt để cho dì Ngọc yêu thương con như là yêu thương anh chị vậy đó. Anh Phi Lân nè anh chị. Trời ơi, Phi Lân lên đó luôn. Giải nhì cấp thành phố phải là chuyện thường đâu đó. Ủa mà sao bữa không nói để cho cả nhà đi theo á, mua quà tặng em. Mấy cái giải này á, em chủ yếu là em học hỏi thôi à. Giải thưởng đâu có quan trọng đâu. Nhưng mà lần sau em có được giải á, em rủ chị đi theo ha. Nhớ nha. Trời, nếu như mà chị nha, ngày xưa mà chị đi học hay mà chị được giải giống như em cái đâu, chị bảo đảm ba mẹ chị sẽ dẫn chị đi khắp khu phố luôn. Khoe á, ảnh diện. Thôi, mệt em mà được lên báo vậy chắc ba vui lắm hả chồng ha. Tất nhiên rồi, được lên báo luôn mà, ba không vui mới là lạ. Chúc mừng em trai. Dạ, cảm ơn anh. Ây mà em thấy Phi Lân lên báo nhìn đẹp trai quá ta. Ây, mày mốt ra ngoài đường á, có ai mà hỏi gì, nhớ nói là em của chị nghe chưa. Đúng rồi, trời ơi, những người quen nữa. Mà thôi, tới giờ em đi đá banh rồi. Có gì anh chị nói với ba với dì giúp em là em về trễ nha. Đi đi. Cũng may á, cũng may là anh không có được đẹp trai, cũng không có kiểu mà năng động, bảnh tỏn giống như là Phi Lân vậy á. Nếu không á là em sẽ giữ anh ở nhà luôn, không cho đi đâu hết. Xin lỗi à, cho dù mà anh có đẹp trai như Phi Lân á, mà có bị vợ nhốt ở nhà cũng bằng thừa thôi. Anh thấy đẹp trai cơ anh á, là xài vừa đủ mà đúng không vợ? Nè, em không biết hả, người ta nói đàn ông mà có vợ là quyến rũ theo một cách khác đó nha, em cẩn thận đó. Dẹp đi, muốn nói nữa. Thì con đã nghe chưa, cứ khen thằng Lân cái kiểu đó đó, tân bốc nó lên quá, nó tưởng đâu là nó tài giỏi lắm. Còn con nữa, coi lại mình đi, kém cỏi không chịu học hỏi mà bày đặt. Mẹ, cái nào giỏi thì mình công nhận nó giỏi chứ mẹ. Chứ mẹ không thấy hả, hồi xưa con đi học á, đi thi anh văn cấp lớp thôi còn không dám thi nữa. Bây giờ Phi Lân nó thi cấp thành phố mà đạt giải nhì luôn á mẹ. Giỏi mà. Giải nhì thôi mà, làm gì ghê vậy, chứ đâu phải là giải xuất sắc hay là giải nhất đâu hả. Mẹ nói rồi, dặn nó luôn, không có được khoe khoang gì hết trơn á. Dạ nhưng mà con thấy nó giỏi thiệt mà mẹ. Con nghĩ á, một phần á cũng là do gen di truyền của mẹ nó đó mẹ. Cái gì? Thì hồi xưa á, mẹ nó làm công ty nước ngoài, nói tiếng Anh như gió, nên bây giờ nó thừa hưởng cái gen đó, nó cũng giỏi tiếng Anh luôn. Nói như vậy mà cũng nói được nữa hả?
Con bộ không có coi tivi đọc báo hả? Mấy đứa mà nó con của mấy bà mà bán vé số đó ha, quanh năm suốt tháng á, người ta nuôi, bán vé số nuôi con ăn học. Vậy thì sao? Gen sao? Mà nó học thành tài ha, nó giỏi giang. Nó đâu phải cái kiểu mà gen mẹ nó gì đâu. Con có nghe ăn nói là cẩn thận nghe chưa? Mẹ, nè bài phỏng vấn của Phi Lân nè mẹ, khen gia đình mình quá trời luôn á. Có khen mẹ nữa đó. Nè Phi Lân nói á, là mẹ Phi Lân là mẹ đơn thân, nhưng mà lúc nào á mẹ Phi Lân cũng dặn á là không được làm phiền đến cha ruột của mình. Nhưng mà được cái á là vợ của cha ruột mình nó rất là tốt, đem về nhà cho sống chung luôn, là khen mẹ đó mẹ. Thôi đi, mấy đứa cái này khoe khoang cái gì, có hay ho gì. Mẹ nói rồi nha, không có được đi ra ngoài hay là bất cứ một người nào mà nói nó là con riêng của ba con nữa, hiểu không? Mẹ dặn nó luôn, cấm tuyệt đối, không được đi lên báo khoe khoang cái kiểu này nữa, nghe chưa? Mẹ không có đồng ý cái kiểu này đâu.